đâu, tu sĩ ở đâu? Thế xuất gia năm bao nhiêu tuổi? Năm 27 ạ. Thế là bây giờ là mình là được gọi là gì rồi? Ui, Đại Đức. Đại Đức có thích Vâng, không? Đại Đức vẫn bị phản động, Đại Đức vẫn bị người âm quấy phá, chứng tỏ là Đại Đức đẹp trai quá. Thế họ hay hành mình vào lúc nào? bất kỳ lúc nào Thế à? Và họ trong lúc mình ngủ hay lúc mình thức? cảm ơn quá cảm Thế nhận à? Thế Đại Đức đã bao giờ họ mời nói chuyện với họ bằng cách sòng phẳng chưa? không không nói chung là họ cũng cũng hay nói nhưng mà sợ lắm không dám không 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 tiếp Trời ơi, mình đi tu mình còn phải sợ ma lắm. nên là mình không không muốn tiếp chuyện với người ta. Thôi không tiếp chuyện, thế mà bây giờ không muốn tiếp chuyện thì không cắt đứt được hai bên thì nó cứ trêu ghẹo hành hạ mình thôi. Và cũng bên nhà thầy giúp sao Thầy các anh mà giúp thì là tiện họ đi, họ không theo Đại Đức nữa. Đại Đức có buồn không? vui quá vậy ạ Vui quá. Đi tu mà không bị ma quấy nữa hả? Đại Đức là người nổi tiếng ấy, có mà khóc khách ở mạnh ấy. Có trong sao mà khóc khách là nổi tiếng lắm, có sao đại hào ở mệnh là một người hào phóng và có tứ linh chiếu mệnh, đi tu muốn cả căn tứ phủ nữa luôn. Mà đúng là thân cư phúc đức của sao cửu môn này đúng là không tu không thành được rồi, bởi vì ra đời sống thì sao đại hào ở mệnh tiền tài nó khó khăn, lại thân cư phúc đức mà có sao cửu môn nữa thì sao ra đời mệt mỏi mỏi lắm, nên lại đức chọn con đường đi tu là tu hành là quá đúng đấy. Nè. Bây giờ Đại Đức muốn thầy các anh nói chuyện với người ở bên chỗ họ đi à? Hay là như thế nào? Thì các anh giúp nó xem là cái người ở với họ như thế nào, họ ở đâu. Họ ở trong cái đất của mình luôn. Nhưng Đại Đức ở đâu thì vong nữ ở đấy. Dạ. Cái điện trong điện sạch đấy ạ. Đúng rồi, cũng điện trạch nó có sao cô thần đấy. Thế thì thầy giúp cho. Thì bây giờ muốn giúp được thì cái nơi mình đang ở có phải là cái mình đang ở ở, ở Hải Phòng không? Vâng. Đấy là nhà riêng của mình hay là ở chùa? Đấy là nhà đấy, cái đất nhà đấy. Cả đất nhà. Nhưng mà Đại Đức hay bị có quấy ở nhà hay là quấy ở chùa? Bây giờ thì họ theo theo ngay bên cạnh đâu cũng vậy. Đi đâu họ đi theo đấy à? Và Cho mình thấy không? ngày xưa ở nhà thì có thể có nhìn thấy. Thế à? Dạ. Còn bây giờ là không nhìn thấy nhưng mà cảm nhận thấy. Mình cảm nhận thấy vẫn xem. Nhưng mà Dạ. Đại Đức có cả căn tứ phủ, Đại Đức đã ra trình khăn trình khẩn ấy chưa, tiện xin tiễn căn để theo Phật chưa? Dạ, ra Hầu Thánh rồi. À, ra Hồng Thánh rồi, ok. Vậy thì được rồi, thiêu chi đôi đức cả được rồi, chỉ cần giải mỗi vong nữ đi theo nữa là ok thôi. Dạ. Nhưng mà bên cạnh Đại Đức có những người nào, trong nhà có người nào dễ nhập vong không? Trong họ ấy có trong gia đình cũng có. Ở trong họ hàng ấy thì hôm giải ấy thì mời cái người đấy đến, xong rồi thầy các anh sẽ mời họ nhập lên cái người đó, xong rồi thầy các anh sẽ nói chuyện với họ, sẽ đưa họ đi. Tại vì mình phải nói chuyện với họ một cách song phẳng, xem là còn gì nữa thì mình giúp người ta thì người ta đi. Thì hôm nay không thì được ạ. Thôi các bạn trợ lý sẽ cho một cái lịch Vâng. để giúp cho họ đi siêu thoát. Thế thầy xem tổng thể xem bằng tử vi xem nó có cần sửa đổi gì không ạ? Thì tất cả những cái gì xấu thì Đại Đức làm hết rồi, còn cái cung phúc đức có sao cựu môn đáng địa thì Đại Đức chả biết tự phả độ ra tiên cho dòng họ rồi đúng không, thì cái dòng họ này mình cũng phúc đức xấu Nhưng giao tiên thì phả độ nhiều lần rồi ạ. lắm. Đấy rồi, ok rồi, còn mình có căn tứ phủ thì mình làm mình ra hầu rồi thì được rồi, chỉ còn mỗi cái phần vong đất nữa thôi. Cái phần đấy thì hôm nào lập được lịch rồi thì mời mấy người nhẹ vía một chút, xong rồi họ ngồi, xong rồi bên thầy các anh sẽ mời họ lên, xong nói chuyện với họ rồi thuyết phục họ, họ đồng ý thì sẽ cầu siêu, họ siêu thoát, họ không theo mình nữa. Vâng. Thế còn Thầy Đại Đức đi tu thì cung văn lộc của Đại Đức thì rất là đẹp, cung văn lộc có thiên lương ấy, 42 tuổi trở ra thì công danh trở rạng rãi hơn, tóm lại là mình từ 42 tuổi trở ra thì sẽ gặp quý nhân phù trợ hơn, nổi tiếng hơn và thành đạt hơn. Nô bộc cũng tốt, nô bộc là bạn bè cũng tốt, nhưng mà mình vì có sao hóa kỵ ở mệnh ấy, cũng hay bị thị phi oan trái lắm, nên là tu thì thôi chả sợ thị phi đúng không, nói gì nói kệ. Thì xem cho đây cái bảng tử vi này tuổi là đúng với mệnh Đúng rồi, chính xác luôn. Đây là lá số đi tu đấy, đây là lá số tu hành đấy. bởi vì rằng là bố thì lại bảo là sinh tầm chiều từ 15 giờ đến 17 giờ, mẹ ai bảo là sinh từ hơn 2 giờ là sinh rồi. Hơn 2 giờ là sinh mới đúng thì mới có căn tu. Dạ. Rồi đất mới có phần âm đi theo.
Dạ. sinh lệch đi một tí là thành đại gia rồi, Dạ. sinh cái này thành đại hào mày. Thế thì thầy sửa cho cái đại hao thì xem có cái gì sửa đại thì sửa hao cho thì, đại hao chính là cái khóa lễ mà trả nợ tào quan di cung hoán số tam phủ tục mệnh trước khi ra hầu rồi gì nữa mình làm rồi. Dạ. Bây giờ người đi tu thì đại hao quan trọng gì, tiền có giữ làm gì đâu. Sao cuộc sống nó êm đềm ra tu thành nó dễ. Giải xong đại hao là tích ôm đống tiền tu khó lắm, là ôm đống tiền khó tu. Vâng. Thế thầy xem có trong cung mệnh thì có gì nó ấy thầy sửa mấy các. Tất cả mọi thứ của đại đức ngon lành hết rồi, chỉ cần sửa mỗi cung tiền trạch nữa thôi. Vâng. Thế cung vinh đệ sao ạ? Cung huynh đệ của mình thì cũng có sao thiên phú, cũng là một cái sao tốt về tiền tài, nhưng mình có số triệt huynh đệ nên anh em trong nhà khó hòa hợp. Vâng, đúng rồi. Mỗi người một phương bởi vì triệt nhau. Dạ. Còn cung thê thì triệt vợ rồi thì không lấy vợ rồi. Đúng, Vâng. cung con mà có sao tả phụ nữ bật để nuôi con nuôi thôi, sau này mình có lắm con nuôi Vâng, sẽ có lắm tính hiểu thôi. Vâng. Chuyện tình duyên của mình thì đào hoa nó cũng tật ách rồi, cũng không mê gái nữa rồi. Có bạn nhỉ? Đó, đào hoa nó cũng tật ách là không thêm không mê gái. Ok, Còn có mỗi phần đấy thôi, cung điện trạch thôi. Sửa cho dạ. đại đức để đại đức tu thành chính quả. Vâng. Thế thì nhờ thầy giúp cho. Được không? Ok. Các bạn trợ lý sẽ cho cái lịch rồi chúng ta sẽ hợp tác đưa cái băng linh cho tháp cho đại đức nhá. Dạ. Dạ, ok, bye bye. Vâng, chào thầy. Dạ.